Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết rằng mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không gây tay, nhưng khi bị kết án tử thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Tội ác từ những canh bạc đỏ đen. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, Văn Đình Hiếu, 25 tuổi, ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, là con cả. Sau Hiếu còn có hai người em. Bố mẹ thanh niên này quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vất vả chăm bể, chỉ mong kiếm tiền nuôi các con ăn học đàng hoàng, tử tế. Vậy là con trai cả, bao nhiêu sự chăm lo, vun vén đều dành cho Hiếu. Nhưng đáp lại, anh ta sa chân vào những canh bạc đỏ đen. Chẳng ai giàu lên từ những canh bạc. Thường thì những con bạc khi thắng lại tiếp tục chơi để mong kiếm thêm tí nữa. Và khi thua thì càng lao vào cố gỡ gạc. Hiếu cũng vậy, càng gỡ thì càng thua. Tài sản có giá trị nhất của gia đình là chiếc xe máy tàu cũng bị Hiếu mang đi cầm cố để chơi bạc. Nhưng vận may dường như chẳng mỉm cười với thanh niên này. Thua hết số tiền cầm xe, Hiếu càng cay cú vay mượn của những tay anh chị để gỡ gạc. Hiếu trở thành một con nợ, chui lủi trước sự săn đuổi của chủ nợ. Nhà cũng không dám về, tiền không có, biết đi đâu. Trong lúc cùng đường, thanh niên 25 tuổi chợt nhớ đến bà ngoại thứ của mình ở trong Ninh Thuận khá giàu có, từng cưu mang bản thân anh ta trong những năm học trường trung cấp nghề ở đây. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Văn Đình Hiếu trọng tội giết người, cướp của, Hiếu rành rọt khai nhận. Theo đó, vào chiều ngày 7 tháng 4 năm 2008, Hiếu đón xe từ Huế vào Ninh Thuận và ra tay sát hại khiến bà ngoại tử vong. Còn ông ngoại bị thương nặng. Hiếu bị bắt sau mấy ngày lẩn trốn và phải nhận bản án tử hình sau hơn 5 tháng gây án. Hiếu khai nhận, chiều ngày 7 tháng 4 năm 2008, Hiếu từ Huế mang theo dao inox, găng tay đón xe vào Ninh Thuận và trưa hôm sau đã có mặt ở nhà bà Cúc. Trên đường đi, Hiếu kiểm tra lại mọi phương tiện gây án, kể cả kịch bản soạn sẵn. Bước vào nhà, thấy vợ chồng bà Cúc và người giúp việc là chị Nguyễn Thị Ly đang ăn cơm, nên Hiếu chào hỏi rồi qua phòng khách ngồi chờ. Ăn xong, bà Cúc lấy 3 triệu đồng giao cho Ly đi trả nợ, rồi bước vào phòng ngủ. Hiếu lấy găng tay mang vào, hỏi mượn 8 triệu đồng. Bà nói để gọi điện thoại báo với mẹ Hiếu thì bị Hiếu rút dao buộc phải đưa tiền. Bà Cúc la lên, Hiếu liền đâm nhiều nhát. Ông Lê Văn Tông là chồng của bà Cúc ở ngoài nghe tiếng động bước vào thì bị Hiếu khống chế đâm liên tiếp. Sau đó Hiếu lục tủ lấy ra một giỏ sách, bên trong có hơn 120 triệu đồng. Khi Hiếu ra sau bếp rửa tay thì gặp chị Ly đi về. Chị Ly la lên, liền bị Hiếu đâm một nhát vào mặt. Chị Ly bình tĩnh cắn mạnh vào tay của Hiếu và kêu cứu, nên Hiếu buông chị Ly ra, bỏ chạy. Cả ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nửa đường bà Cúc tử vong. Còn Hiếu chạy trốn và núp dưới gầm một cây cầu nhỏ cách hiện trường vụ án hơn 2 km, chờ đến tối đón xe quay ra Huế. Trước ngày vào Ninh Thuận gây án, Hiếu có mượn xe máy của một người quen đem đi cầm để lấy tiền đánh bạc. Vào khoảng thời gian đó, người dân thôn An Xuân, quê của Hiếu, thường thấy cứ chiều chiều có một chàng thư sinh ngồi trên thành cầu suy tư. Tại tòa sơ thẩm, Hiếu khai nhận mọi dự định, hành trình gây án. Nhiều khả năng cho thấy, nếu Hiếu thực hiện chót lọt mọi hành vi tội ác, tức các nạn nhân đều chết, Hiếu sẽ cấp tốc quay về quê, rồi chiều chiều vẫn ngồi trên chiếc cầu như không có chuyện gì xảy ra. Còn nơi gây án, Hiếu nghĩ công an khó lần ra được vì Hiếu chuẩn bị găng tay. Nhưng thiên bất dung gian, quay về Thừa Thiên Huế lần này, Hiếu đói lạ, không một xu dính túi. Tiền mang theo đi hai vòng xe hết sạch, trong khi một giỏ sách trên 120 triệu đồng Hiếu không kịp cướp đi. Hiếu vào một quán nhỏ xin một gói mì tôm ăn sống thì bị bắt giữ theo lệnh truy nã sau 3 ngày trốn tránh tội ác. Trước vảnh móng ngựa ở phiên tòa sơ thẩm, đối mặt với ông Tông, chị Ly, hai nạn nhân may mắn thoát chết, Hiếu vẫn bình thản. Nhưng khi tòa tuyên phạt mức án tử hình cho hai tội giết người, cướp tài sản, thì Hiếu ngất xỉu. Rồi Hiếu kháng cáo, xin giảm án,
nhưng lại rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, Hiếu gửi đơn xin chủ tịch nước ân xá. Những quyền của một bị án được Hiếu thay đi đổi lại, giống như tâm trạng của Hiếu trong ngày cuối đời trước khi ra pháp trường, lúc sắc lạnh, lúc ưu tư thường trực ẩn hiện. Phút cuối tử tù, tôi không ăn nổi. Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt từ chiều ngày 27 tháng 10 năm 2010 đến rạng sáng ngày 28 mới chợt tạnh. Sáng tỏ, tử tù Văn Đình Hiếu sẽ thi hành bản án của mình. Dẫu đã biết cũng sẽ có ngày hôm nay, nhưng từng thời khắc, từng phút giây trôi qua đối với Hiếu thật nặng nề và chậm chạp. Cả đêm không ngủ, chỉ chợp mắt những lúc quá mệt và giật mình xem thử đã đến giờ ra pháp trường hay chưa. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 10, tử tù Văn Đình Hiếu được trích xuất từ phòng giam ra hội trường trại tạm giam công an tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, Hiếu được cán bộ, chiến sĩ của phòng nghiệp vụ của công an tỉnh hỏi thăm ân cần và được thông báo là lát nữa đây, Hiếu sẽ được đưa đến pháp trường. Hiếu mập mạp hơn hôm trước tòa, một đêm mất ngủ nhưng không làm đôi mắt thâm quầng. Khuôn mặt khá điển trai của Hiếu bỗng trở nên nhợt nhạt hơn. Dường như đó chính là trạng thái vốn thường có ở những bị án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cần phải tách rời đời sống xã hội. Ngồi xuống bàn, trước mặt Hiếu là một bữa ăn cuối cùng với món xôi gà. Mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng, sợ sệt, Hiếu cúi nhìn bữa ăn trước mặt một cách vô thần. Anh ăn một chút đi, tiếng hỏi ân cần của một cán bộ trại giam. Hiếu hít một hơi rất sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp. Tôi không ăn nổi, cho tôi một ly cà phê đen. Yêu cầu của Hiếu được đáp ứng. Không khí trong căn phòng lặng im vài phút, thật ngột ngạt. Hiếu giơ đôi bàn tay bị còng, bưng ly cà phê nhấp một ngụm. Cũng có thể, trong lúc này, vị đắng của cà phê sẽ làm Hiếu bớt run sợ, bớt căng thẳng trước cận kề cái chết. Rồi cũng đến phần hoàn tất các trình tự thủ tục pháp lý đối với một tử tù trước khi ra pháp trường. Hiếu dễ dàng nhận ra gương mặt khá quen thuộc của vị điều tra viên đã đối diện với Hiếu trong suốt quá trình điều tra án giết người của Hiếu. Thẩm vấn lần cuối. Bị án phạm tội gì? Chẳng hiểu sao, sau câu hỏi của điều tra viên, Hiếu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường. Nét sắc lạnh của tên sát nhân hiện lên khuôn mặt. Phải chăng Hiếu đang cố trấn tĩnh mình, hay chưa tin đây là lần hỏi cung sau cuối đối với hắn? Hiếu đáp gọn loạn. Giết người, cướp của. Tiếng của điều tra viên vẫn đều đặn. Bị án nghĩ gì về hành vi của mình? Tôi sai, tôi phải lãnh. Hai ngày qua, tôi có linh tính là giờ phút này sẽ đến. Mong mọi người hãy tha lỗi cho tôi. Chỉ đến khi câu hỏi cuối cùng của vị điều tra viên hỏi. Bị án có nhắn gì về gia đình không? Hiếu mới thực sự trùng xuống, khẽ khàng đáp trong hơi thở run rẩy. Nhờ chuyển lời mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi. Xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Và lúc này, Hiếu đáp khẽ khàng, đôi mắt từ trắng dã lại trùng xuống ưu tư. 4 giờ, mã số tử tù NT003 được đặt trước ngực Hiếu để lưu ảnh hồ sơ. Hiếu lại lạnh lùng đưa 10 ngón tay lên lăn, in dấu vân tay để mang về phòng khoa học kỹ thuật hình sự công an tỉnh giám định, cấp tốc lấy kết quả. Một điều tra viên giải thích các dấu vân tay này được đối chiếu với dấu vân tay của Hiếu rồi mới nhập trại để so sánh có phải cuộc cùng một người hay không. Hội đồng thi hành án tử hình bắt đầu làm việc với Hiếu. Ông Trương Thành Quang, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh, trao cho Hiếu từng quyết định một của hai cấp tòa, Viện Kiểm sát sơ thẩm, phúc thẩm về đình chỉ điều tra án phúc thẩm, công nhận và không kháng nghị bản án tử hình đối với Hiếu do Tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên vào ngày 12 tháng 8 năm 2008. Hiếu cứ đọc một quyết định xong là kèm theo một cái gật đầu lạnh nhạt. Hiếu mang vẻ mặt lạnh như tiền của một kẻ giết người. Tòa hỏi bị án có nói lời sau cùng, có nhắn lời về gia đình hay không? Lần này Hiếu lắc đầu, ánh mắt lại trùng xuống, nhìn xa xăm. Trời mưa lất phất, đoàn xe của Hội đồng thi hành án tử hình của tỉnh Ninh Thuận nối nhau đưa Hiếu đến pháp trường ở chân núi Ngỗng, thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.
hàng trăm người dân lâu nay theo dõi vụ án đang đội mưa đứng chờ giờ phút pháp luật thi hành bản án. Đường vào núi ngỗng, quanh co, lầy lội sau trận mưa kéo dài từ chiều qua. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vị quan tòa đọc lần cuối bản án giết người, cướp của dã man của Hiếu và quyết định không chấp thuận xin ân xá tội tử hình của Chủ tịch nước. Lệnh thi hành án tử hình đối với tử tù Văn Đình Hiếu được thực hiện. Trong đám đông người dân xem thi hành án tử hình tên giết người, cướp của, đâu đó vẫn có vài giọt nước mắt khóc thương dùm cho gia đình của hắn. Giá như đừng đam mê cờ bạc, giá như biết dừng lại đúng lúc, hẳn là Hiếu đã có được một cuộc đời như bao người. Dòng người ra về trong lặng lẽ, mưa vẫn lất phất rơi. Một quy luật không bao giờ sai, gây nên tội phải đền tội. Ăn một bữa ăn cuối cùng và viết thư là điều mà tử tù được làm trước giờ thi hành án. Trước giờ thi hành án, tử tù luôn có những diễn biến khó lường. Có những tử tù sợ hãi thì cũng có những tử tù gan dạ. Không sợ sệt như những tử tù khác, đây có lẽ là tử tù ăn khỏe nhất Việt Nam và đây cũng là tử tù duy nhất đủ sức ăn nửa con gà quay trước giờ thi hành án. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, Phước Tám Ngón phải thi hành án tử tại trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy Mạnh, công tác tại nhà tạm giam công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chia sẻ về bữa cơm cuối của tử tù đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau. Trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải ra từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp, hiếp, giết máu lạnh Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy. Có người gọi Phước là một giang hồ, một tướng cướp khét tiếng, lại có người gọi bằng cụm từ sát thủ máu lạnh. Phước cũng là người từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là Tám Ngón là bởi tay trái của Phước bị cụt mất hai ngón. Căn nguyên chẳng phải do tai nạn đánh nhau mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình vào năm 16 tuổi khi bị mẹ mắng. Một chuyện không tưởng nữa về thời niên thiếu của Phước là hắn đã trói cha mình rồi thả xuống giếng. Khi người cha bất tỉnh thì Phước mới kéo lên. Theo thông tin, thời niên thiếu Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng nghề cờ bạc, trộm cắp và cướp bóc. Cuộc đời Phước là liên tục những lần trốn trại bắt giam và rồi mua súng lập băng cướp. Chuyện kết hôn của Phước Tám Ngón với thiếu nữ Thủy cũng có vô vàn ly kỳ, bởi chẳng có lễ cưới, không xe hoa mà hắn đến xin dâu bằng một khẩu súng. Gia đình Thủy vô cùng sợ hãi nên đành để Phước đưa con gái mình đi đâu thì đi. Trước đó, dù biết Thủy đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà bắt Thủy phải đi chơi cùng rồi nhắn nhủ. Từ chối không được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với Thủy và gia đình cũng cố gắng thông cảm cho. Quá sợ hãi, Thủy đành phải đi theo Phước. Liên tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng, mua vũ khí, Phước bị tuyên tử hình đến 2 lần. Trong đó khi bị giam trong trại giam Chí Hòa, hắn đã lên kế hoạch và vượt ngục vào đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995. Đây là cuộc đào tẩu khét tiếng với những tình tiết tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh. Phước đã dùng dao lam cưa đứt chiếc cùm chân. Để tránh bị quản giáo phát hiện, hắn đã lấy sợi vải cho vào chỗ cưa, rồi đốt để nhựa vải phủ kín vết cưa. Tối ngày 26 tháng 3 năm 1995, Phước tháo cùm chui nhà vệ sinh, sau đó khoét tường chui ra. Hắn dùng quần áo và một chiếc khăn nối thành dây đu xuống, nhưng dây đứt nên Phước ngã bất tỉnh. Hơn một tiếng sau khi tỉnh lại, Phước trèo lên cột điện leo qua hàng rào. Tuy nhiên vẫn chưa ra được bên ngoài trại giam mà mới ra khu nhà ở của cán bộ quản giáo. Hắn ăn trộm một bộ đồ quản giáo, trộm cả đôi dép rồi mặc vào, dắt xe đạp, liều mình đi qua cửa chính của trại giam. Qua bốt các cổng, hắn thản nhiên nói đi uống cà phê và không bị nghi ngờ. Vậy là cuộc đào tẩu đã thành công. Sau khi bị thi hành án tử vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, ông Ba Son, tên thật là Lữ Văn Sơn, ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, một người từng làm phu mộ trường bắn, chính là người đã đứng ra xây lại mộ cho Phước Tám Ngón. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện những người nghiện lô đề đến thăm mộ Phước rồi không quên xin con đề hoặc con lô. Có một thời gian, vỏ chai bia được để dày đặc ở phần mộ của Phước Tám Ngón, thậm chí có người còn mang cả con heo sữa quay đến đó. Tại ngôi mộ của Phước Tám Ngón ở trường bắn Long Bình, một thời ông Ba Son từng chứng kiến nhiều chuyện lạ khác. Ông bảo cả đời làm phu mộ nhưng chưa từng chứng kiến trường hợp nào như mộ Phước.
Một năm sau khi hành quyết, đàn em của Phước đến bốc hài cốt để làm trọn đạo nghĩa. Nhưng khi nắp áo của Phước vừa bật ra, đám đàn em của gã giang hồ giật mình hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Bởi không ai tin, sau đúng một năm, hình hài của Phước Tám Ngón vẫn còn gần như nguyên vẹn, quan tài bốc lên mùi hôi thối. Không ăn ngon như Phước Tám Ngón trước giờ thi hành án, một số tử tù lại có những diễn biến tâm lý sợ hãi, thậm chí nhiều tử tù không ăn nổi miếng trước giờ tử hình. Bị thua bạc và trở thành con nợ, Văn Đình Hiếu 25 tuổi ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đã giết bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã phải lĩnh án tử theo phán quyết của tòa án về tội giết người cướp của. Theo miêu tả của báo Ninh Thuận, trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng tử tù này chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cúi nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói ăn một chút đi của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp: "Tôi không ăn nổi, cho tôi một ly cà phê đen." Sau đó tử tù này giơ đôi tay bị còng, bưng ly cà phê, nhấp một ngụm. Khi được hỏi có nhắn gì về cho gia đình không, thì Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy: "Nhờ chuyển lời, mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này." Hay tên tử tù không tài nào bật lửa được để hút thuốc như tử tù Trương Ngọc Điệp. Trương Ngọc Điệp sinh năm 1981, trú tại đội 5, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2005, Điệp phải thi hành án tại trường bắn Công Hà, phía sau trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Tờ Pháp Luật và Xã hội viết, khi ký vào quyết định thi hành án tử hình của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, bàn tay Điệp run run đặt lên tờ giấy để viết tên mình lên đó. Khi được ra ngoài ăn bữa ăn cuối cùng và viết thư về cho gia đình, bát phở bò đến nguyên mà tử tù này không hề động đũa. Bàn tay Điệp lóng ngóng cầm bút để định viết những dòng trăng trối cho mọi người trong gia đình, rồi người tử tù liên tục run lên từng chập, từng chập. Điệp lóng ngóng rút một điếu thuốc Vinataba nhưng rồi không tài nào bật lửa được. Một chiến sĩ cảnh sát đứng cạnh đó phải châm thuốc cho. Hai chiến sĩ bảo vệ dìu Điệp ra xe ô tô để tới trường bắn. Điệp rít nốt điếu thuốc rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Điệp khựu xuống, hai chiến sĩ bảo vệ liền xốc nách hai bên đưa ra xe. Điệp bị cột chặt và cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn, hai mắt bịt băng đen, rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước cách tử tù vài mét. Tờ Cảnh sát Toàn cầu thuật lại khoảnh khắc cuối cùng của tử tù Trương Ngọc Điệp. Có tử tù cố lắm cũng chỉ ăn được một miếng, đó là trường hợp của tử tù Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê ở Ninh Bình, tạm trú huyện Đắc Đoa, Gia Lai. Hội đã giết bạn thân của mình để cướp của, rồi lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su, sau đó chất lá, đổ xăng, thiêu xác để phi tang. Ngoài ra, tử tù này từng nhận hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, Hội lập cập đứng lên với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát, khuôn mặt tái nhợt. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi tử tù này cũng chỉ ngồi nhìn chân chân vào bức tường trước mặt. Cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần, Hội mới run run cầm đôi đũa lên nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ, rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định, theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng. Tử tù Nguyễn Toàn, sinh năm 1971, ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, cũng đã không ăn nổi bữa cơm cuối cùng. Sau khi nhận án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tháng 12 năm 2013, tử tù Nguyễn Toàn đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lo mộ yên mả đẹp vì gia đình từ chối nhận xác. Vợ của tử tù phân trần lý do từ chối nhận xác chồng là bởi hoàn cảnh khó khăn. Sau khi công bố đơn xin ân xá bị bác, tử tù sẽ được ban giám hiệu trại chuẩn bị cho bữa ăn ân huệ. Cùng đó sẽ được tạo điều kiện viết thư, nhắn tin cho người thân qua máy ghi âm. Bữa cơm ân huệ có thể là xôi gà, phở, bánh bao, nhưng bao giờ cũng có thêm ấm trà cùng với bao thuốc lá. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam. Bữa cơm ngon, nhưng trong quá trình bị biệt giam, không tử tù nào dám đòi hỏi hoặc mong đợi đón nhận. Những dòng chữ run rẩy cuối cùng của tử tù cũng là lời trăn trối, xin lỗi, sám hối muộn màng phút cuối đời. Viết ra những lời từ tận đáy lòng, họ mong rằng bản thân mình thanh thản khi trở về với cát bụi. Nhiều năm trước, vào tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa quê Hải Phòng cũng phải thi hành án tử hình. Tử tù sinh năm 1988 là hung thủ sát hại bạn gái, chặt xác phi tang trong tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào giữa năm 2010.
Theo cán bộ trại giam, suốt từ lúc bị bắt cho đến khi ra tòa, Nghĩa lạnh lùng vô cảm. Trong phòng biệt giam, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử, nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịch thượng với các phạm nhân khác. Sau khi đơn xin ân giảm bị bác và biết mình phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít. Có thời điểm khoảng 2 đến 3 giờ, từ tù này lại thức dậy ngồi trầm tư. Kể từ lúc đó, anh ta tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Nhiều lần được cán bộ trại giam động viên và trấn an tâm lý, Nghĩa mới tĩnh tâm trở lại. Ít giờ trước khi đi đến nơi thi hành án, Nghĩa trò chuyện cởi mở với những người xung quanh. Thi thoảng anh ta khẽ mỉm cười. Tuy nhiên lúc kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng thấy tim anh ta đập nhanh hơn. Được phép viết thư cho người thân, Nghĩa chỉ cầm bút ghi vội vài dòng ngắn ngủi. Bức thư viết: "Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa." Có tử tù lại chọn cách hướng thiện, hướng Phật, sám hối. Dù qua những lời sám hối muộn màng, Nghiêm Văn Minh, quê ở Quảng Ninh, là một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. Bản án cuối cùng dành cho sát thủ 41 tuổi là tử hình. Hơn 6 năm ngồi trong buồng biệt giam, Minh tỏ ra là khá bình tĩnh, khác hẳn nhiều tử tù khác. 3 giờ, một ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Minh. Biết ngày trả án, Minh ngồi bật dậy lặng lẽ, anh ta tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn. Sau đó Minh chậm rãi ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh. Được phép viết thư cho người nhà, Minh gửi lời tạ tội với toàn gia tộc vì đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của người khác. Bức thư dài, Minh viết kín cả hai mặt giấy. Trong thư có đoạn tử tù dặn dò người vợ: "Anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi." Vị quản giáo trực tiếp quản lý Minh những ngày chờ thi hành án cho hay tử tù quê đất Cảng chấp hành rất tốt các quy định ở trại. Từng lời nói, mỗi hành động của anh ta đều thể hiện sự hối hận. Ở nơi biệt giam, Minh 4 lần viết thư xin được thi hành án sớm bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra. Có tội thì ắt phải đền tội, đó là cái kết cho những kẻ phạm tội. Trái lại thì cũng có những tên tử tù miệng đắng ngắt, không ăn nổi một miếng gì trước khi tử hình. Thời điểm đó, sau hơn một năm bị Tòa án tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt án tử hình về tội giết người, chúng tôi có dịp gặp lại tử tù Phạm Văn Quyết tại trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng. Khác với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần ở phiên tòa xét xử, Phạm Văn Quyết đã thay đổi khá nhiều. Hắn nhận thức được tội ác của mình. Khi được hỏi ước muốn lớn nhất lúc này là gì, Quyết nghẹn giọng trả lời: "Em chỉ muốn được ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng với gia đình. Dù biết ước mơ giản dị chân thật này suốt phần đời ngắn ngủi còn lại, Quyết không bao giờ có cơ hội thực hiện." Dù đã hơn một năm trôi đi, nhưng người dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa quên được vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trong đêm giao thừa, khi kẻ thủ ác đã nhẫn tâm xuống tay sát hại người phụ nữ, sau đó chặt thi thể nạn nhân thành nhiều khúc, hòng phi tang tội ác. Điều khiến nhiều người căm phẫn, bức xúc là án mạng xảy ra đúng thời khắc giao thừa, khi mà mọi người đang náo nức đoàn viên đón năm mới. Lợi dụng thời điểm ít người đến nhà nạn nhân, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại người phụ nữ sống cô độc một mình. Sau đó, hắn lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị và có ý định châm lửa đốt nhà. Nhưng may mắn, có người kịp phát hiện, hắn vội vàng bỏ trốn. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc tìm ra kẻ thủ ác là Phạm Văn Quyết, một kẻ ăn chơi lêu lổng, nghiện lô đề cờ bạc có tiếng ở Yên Sơn, khiến nhiều người căm phẫn. Lật giờ lại quá khứ, Phạm Văn Quyết và nạn nhân là Nguyễn Thị Hoa, 45 tuổi, từng có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chị Hoa không có chồng, người thân ở xa, nhưng làm chủ một cơ ngơi khá đồ sộ, có khách sạn và nhà hàng cho thuê. Quyết nổi tiếng là tài sát gái đào hoa, nên không khó khăn để chinh phục trái tim người phụ nữ cô đơn hơn mình cả chục tuổi. Mặc dù đã có vợ con, từng là quân nhân nghĩa vụ quân sự, nhưng Quyết vẫn công khai mối quan hệ với người tình hơn tuổi. Đổi lại, hắn được chị Hoa chu cấp về tài chính, phục vụ những cuộc chơi sát phạt thâu đêm. Nhưng rồi, những khoản tiền của người tình cũng không đủ để Phạm Văn Quyết thỏa mãn cơn khát bạc trong thế giới đỏ đen. Để có tiền, hắn thường xuyên trộm đồ nhà chị Hoa đi bán. Có lần đang lục lọi tài sản trong phòng ngủ thì bị phát hiện, Quyết đã kề dao vào cổ người tình đe dọa.
Không chịu nổi tính chơi bời, phũ phu của Quyết, chị Hoa chia tay và cắt hết các khoản trợ cấp. Điều này khiến kẻ sát nhân cay cú lên kế hoạch trả thù tàn bạo. Nhưng thời gian đó, chị Hoa thường xuyên đi chơi xa nên Quyết không có cơ hội thực hiện tội ác của mình. Để kiếm tiền chơi bời, Quyết cấu kết với các phần tử xấu, thực hiện các phi vụ trộm cắp, cướp giật, trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống trên địa bàn. Đỉnh điểm để Phạm Văn Quyết thực hiện tội ác là vào ngày 10 tháng 2 năm 2012. Đám côn đồ đến tận nhà xếp nợ, khiến hắn phải trốn chui, trốn nổi, không dám về nhà đón Tết. Khi nửa đêm mò về nhà, thì nghe người vợ trẻ than thở không có tiền mua quần áo mới cho con. Trong một cơn túng quẫn, Quyết nghĩ đến người tình giàu có đã trở về. Không đợi ăn bữa cơm giao thừa đoàn viên, Quyết lặng lẽ cầm theo con dao cán dài đến nhà chị Hoa thực hiện kế hoạch tội ác. Biết chị Hoa sống tình cảm, vẫn còn tình yêu với mình, nên không khó khăn để Quyết thuyết phục người đàn bà bất hạnh tha thứ những lỗi lầm trước đây. Sau khi hai bên quan hệ tình cảm, lợi dụng chị Hoa không phòng bị, Quyết xuống tay sát hại một cách dã man. Biết thời điểm này sẽ không có ai đến nhà chị Hoa, kẻ sát nhân bình tĩnh phi tang chứng cứ phạm tội. Hắn lau dọn hiện trường, tạo chứng cứ giả, sau đó chặt xác nạn nhân, cho vào bao tải, giấu vào tủ quần áo khóa lại. Tiếp đó, hắn lục lọi lấy đi toàn bộ tài sản có giá trị. Sợ công an truy ra tung tích, sau khi ra khỏi cửa, Phạm Văn Quyết định phóng hỏa đốt nhà. Nhưng may mắn có người trông thấy, tưởng kẻ trộm nên chi hô, Quyết hoảng hốt lên xe máy bỏ trốn. Vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, khi mọi người đang háo hức đón Tết cổ truyền của dân tộc, đã gây hoang mang, bức xúc, thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Điều đó khiến ban chuyên án công an tỉnh Tuyên Quang càng đặt quyết tâm lớn phải phá nhanh vụ án, ổn định lòng dân để mọi người yên tâm đón Tết. Sau khi rà soát, xác minh, cảnh sát điều tra xác định kẻ thủ ác gây ra án mạng kinh hoàng là Phạm Văn Quyết. Hắn đã bỏ trốn khỏi địa phương, không để lại tung tích cho gia đình. Sau nhiều ngày kiên trì vận động, các mối quan hệ thân thiết của kẻ giết người cung cấp các thông tin tội phạm. Cuối cùng, ban chuyên án được một người bạn thân của Quyết cho biết hắn đang lẩn trốn ở Đồng Nai. Tức tốc lên đường, kết hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, các trinh sát đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Quá bất ngờ, không tin được công an tìm ra mình nhanh đến vậy, Quyết không có cơ hội trốn thoát. Hắn bị bắt và di lý về Tuyên Quang để điều tra. Trước những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, Phạm Văn Quyết đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi giết người dã man do mình gây ra. Khi bị đưa ra tòa xét xử, kẻ thủ ác bình tĩnh, lạnh lùng, khai nhận xanh giọt quá trình phạm tội, khiến những người tham dự phiên tòa phải rung mình, ớn lạnh, căm phẫn. Tuy nhiên, trái với vẻ căm hận nhìn về phía hung thủ, nhiều người lại dành sự thương cảm xót xa cho người nhà của hắn. Suốt buổi xét xử, ngoài tiếng khóc của gia đình người bị hại, còn có tiếng nghẹn lòng của một bà cụ tóc bạc phơ. Đó là bà ngoại của hung thủ, người đã nuôi dưỡng hắn từ lúc lọt lòng khi cha mẹ không may qua đời. Với tội ác man dợ gây ra, Phạm Văn Quyết bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyên phạt án tử hình. Mặc cho người thân than khóc, kẻ giết người bình tĩnh đến kỳ lạ. Suốt buổi xét xử, đứa con nhỏ nhiều lần vươn tay trườn về phía bị cáo bi bô gọi bố, nhưng tuyệt nhiên không một lần Quyết quay xuống nhìn mặt vợ con và người thân. Sự lạnh lùng vô cảm còn được hắn thể hiện rõ khi gia đình bị hại yêu cầu, Quyết vẫn không nói lời xin lỗi với người đã khuất. Nhiều người tham dự phiên tòa cho rằng Phạm Văn Quyết đã đánh mất nhân cách con người, trong hắn chỉ còn lại phần con, sự thú tính đến vô cảm. Tuy nhiên, sau một năm gặp lại, chúng tôi rất ngạc nhiên khi tử tù Phạm Văn Quyết đã có nhiều sự thay đổi. Theo một quản giáo của trại giam Xuân Nguyên, thì Quyết đã có sự tu tỉnh, hắn không còn kích động, đập phá, tìm đủ mọi cách để tự tử như ngày mới nhập trại. Giờ đây, ngoài giờ sinh hoạt cá nhân, tử tù Phạm Văn Quyết niệm Phật hàng đêm để tìm sự thanh thản. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, có lẽ tình phụ tử thiêng liêng đã cảm hóa tên sát nhân máu lạnh, nên lần nào gặp con, Quyết cũng khóc. Nghe hắn dỗ con ngoan rồi bố về, khiến ai cũng chạnh lòng. Hắn đã biết hối hận, sợ hãi khi nhớ lại tội ác đã gây ra với người tình bất hạnh. Nhưng có lẽ, sự hối hận muộn màng ấy không đủ để hắn có cơ hội làm lại cuộc đời. Được biết, Phạm Văn Quyết mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bốn anh em sống với bà ngoại. Cuộc sống vất vả, nghèo túng, nhưng bà vẫn gắng gượng nuôi những đứa cháu lớn lên khỏe mạnh. Trong bốn anh em, Quyết được bà ngoại cưng chiều và dành tình cảm nhiều nhất, cho ăn học đàng hoàng. Nhưng học đến lớp 10, Quyết bỏ học theo các anh đi làm công nhân. Khi 18 tuổi, Phạm Văn Quyết đi nghĩa vụ quân sự.
mọi người ai cũng mừng vì nghĩ môi trường đó sẽ giúp Quyết rèn luyện, trưởng thành hơn. Không phụ lòng bà ngoại và các anh chị, Quyết được xét duyệt đi học đối tượng đảng. Tuy nhiên sau quá trình thử thách, Phạm Văn Quyết chưa đủ tiêu chuẩn để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Sau khi xuất ngũ, được hai bên gia đình vun vén, Phạm Văn Quyết kết hôn với chị Nguyễn Thị Tình, người cùng huyện. Cứ tưởng sau khi lập gia đình, Quyết sẽ thú chí làm ăn, nào ngờ hắn càng sa đà vào những cuộc chơi đỏ đen tới bến. Đặc biệt, sau lần gặp gỡ chị Nguyễn Thị Hoa, Quyết trúng phải tiếng sét ái tình với người phụ nữ giàu có, sống cô đơn, hơn hắn 15 tuổi. Và rồi, cơn bi kịch ập đến với cuộc đời hắn. Ăn một bữa ăn cuối cùng và viết thư là điều mà Tử Tu được làm trước giờ thi hành án. Trước giờ thi hành án, Tử Tu luôn có những diễn biến khó lường. Có những Tử Tu sợ hãi thì cũng có những Tử Tu gan dạ. Không sợ sệt như những Tử Tu khác, đây có lẽ là Tử Tu ăn khỏe nhất Việt Nam và đây cũng là Tử Tu duy nhất đủ sức ăn nửa con gà quay trước giờ thi hành án. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, Phước Tám Ngón phải thi hành án tử tại trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy Mạnh, công tác tại nhà tạm giam công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chia sẻ về bữa cơm cuối của tử tù đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau. Trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải ra từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp, hiếp, giết máu lạnh Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy. Có người gọi Phước là một giang hồ, một tướng cướp khét tiếng, lại có người gọi bằng cụm từ sát thủ máu lạnh. Phước cũng là người từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là Tám Ngón là bởi tay trái của Phước bị cụt mất hai ngón. Căn nguyên chẳng phải do tai nạn đánh nhau mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình vào năm 16 tuổi khi bị mẹ mắng. Một chuyện không tưởng nữa về thời niên thiếu của Phước là hắn đã trói cha mình rồi thả xuống giếng. Khi người cha bất tỉnh thì Phước mới kéo lên. Theo thông tin, thời niên thiếu Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng nghề cờ bạc, trộm cắp và cướp bóc. Cuộc đời Phước là liên tục những lần trốn trại bắt giam và rồi mua súng lập băng cướp. Chuyện kết hôn của Phước Tám Ngón với thiếu nữ Thủy cũng có vô vàn ly kỳ, bởi chẳng có lễ cưới, không xe hoa mà hắn đến xin dâu bằng một khẩu súng. Gia đình Thủy vô cùng sợ hãi nên đành để Phước đưa con gái mình đi đâu thì đi. Trước đó, dù biết Thủy đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà bắt Thủy phải đi chơi cùng rồi nhắn nhủ. Từ chối không được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với Thủy và gia đình cũng cố gắng thông cảm cho. Quá sợ hãi, Thủy đành phải đi theo Phước. Liên tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng, mua vũ khí, Phước bị tuyên tử hình đến 2 lần. Trong đó khi bị giam trong trại giam Chí Hòa, hắn đã lên kế hoạch và vượt ngục vào đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995. Đây là cuộc đào tẩu khét tiếng với những tình tiết tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh. Phước đã dùng dao lam cưa đứt chiếc cùm chân. Để tránh bị quản giáo phát hiện, hắn đã lấy sợi vải cho vào chỗ cưa, rồi đốt để nhựa vải phủ kín vết cưa. Tối ngày 26 tháng 3 năm 1995, Phước tháo cùm chui nhà vệ sinh, sau đó khoét tường chui ra. Hắn dùng quần áo và một chiếc khăn nối thành dây đu xuống, nhưng dây đứt nên Phước ngã bất tỉnh. Hơn một tiếng sau khi tỉnh lại, Phước trèo lên cột điện leo qua hàng rào. Tuy nhiên vẫn chưa ra được bên ngoài trại giam mà mới ra khu nhà ở của cán bộ quản giáo. Hắn ăn trộm một bộ đồ quản giáo, trộm cả đôi dép rồi mặc vào, dắt xe đạp, liều mình đi qua cửa chính của trại giam. Qua bốt các cổng, hắn thản nhiên nói đi uống cà phê và không bị nghi ngờ. Vậy là cuộc đào tẩu đã thành công. Sau khi bị thi hành án tử vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, ông Ba Son, tên thật là Lữ Văn Sơn, ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, một người từng làm phu mộ trường bắn, chính là người đã đứng ra xây lại mộ cho Phước Tám Ngón. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện những người nghiện lô đề đến thăm mộ Phước rồi không quên xin con đề hoặc con lô. Có một thời gian, vỏ chai bia được để dày đặc ở phần mộ của Phước Tám Ngón, thậm chí có người còn mang cả con heo sữa quay đến đó. Tại ngôi mộ của Phước Tám Ngón ở trường bắn Long Bình, một thời ông Ba Son từng chứng kiến nhiều chuyện lạ khác. Ông bảo cả đời làm phu mộ nhưng chưa từng chứng kiến trường hợp nào như mộ Phước. Một năm sau khi hành quyết, đàn em của Phước đến bốc hài cốt để làm trọn đạo nghĩa. Nhưng khi nắp áo của Phước vừa bật ra, đám đàn em của gã giang hồ giật mình hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
bởi không ai tin sau đúng một năm, hình hài của Phước Tám Ngón vẫn còn gần như nguyên vẹn, quan tài bốc lên mùi hôi thối. Không ăn ngon như Phước Tám Ngón trước giờ thi hành án, một số tử tù lại có những diễn biến tâm lý sợ hãi, thậm chí nhiều tử tù không ăn nổi miếng trước giờ tử hình. Bị thua bạc và trở thành con nợ, Văn Đình Hiếu 25 tuổi ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đã giết bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã phải lĩnh án tử theo phán quyết của tòa án về tội giết người cướp của. Theo miêu tả của báo Ninh Thuận, trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng tử tù này chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cúi nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói ăn một chút đi của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp: "Tôi không ăn nổi, cho tôi một ly cà phê đen." Sau đó tử tù này giơ đôi tay bị còng, bưng ly cà phê, nhấp một ngụm. Khi được hỏi có nhắn gì về cho gia đình không, thì Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy: "Nhờ chuyển lời, mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này." Hay tên tử tù không tài nào bật lửa được để hút thuốc như tử tù Trương Ngọc Điệp. Trương Ngọc Điệp sinh năm 1981, trú tại đội 5, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2005, Điệp phải thi hành án tại trường bắn Công Hà, phía sau trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Tờ Pháp Luật và Xã hội viết, khi ký vào quyết định thi hành án tử hình của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, bàn tay Điệp run run đặt lên tờ giấy để viết tên mình lên đó. Khi được ra ngoài ăn bữa ăn cuối cùng và viết thư về cho gia đình, bát phở bò đến nguyên mà tử tù này không hề động đũa. Bàn tay Điệp lóng ngóng cầm bút để định viết những dòng trăng trối cho mọi người trong gia đình, rồi người tử tù liên tục run lên từng chập, từng chập. Điệp lóng ngóng rút một điếu thuốc Vinataba nhưng rồi không tài nào bật lửa được. Một chiến sĩ cảnh sát đứng cạnh đó phải châm thuốc cho. Hai chiến sĩ bảo vệ dìu Điệp ra xe ô tô để tới trường bắn. Điệp rít nốt điếu thuốc rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Điệp khựu xuống, hai chiến sĩ bảo vệ liền xốc nách hai bên đưa ra xe. Điệp bị cột chặt và cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn, hai mắt bịt băng đen, rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước cách tử tù vài mét. Tờ cảnh sát toàn cầu thuật lại khoảnh khắc cuối cùng của tử tù Trương Ngọc Điệp. Có tử tù cố lắm cũng chỉ ăn được một miếng, đó là trường hợp của tử tù Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê ở Ninh Bình, tạm trú huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Hội đã giết bạn thân của mình để cướp của, rồi lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su, sau đó chất lá, đổ xăng, thiêu xác để phi tang. Ngoài ra, tử tù này từng nhận hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, Hội lập cập đứng lên với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát, khuôn mặt tái nhợt. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi tử tù này cũng chỉ ngồi nhìn chân chân vào bức tường trước mặt. Cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần, Hội mới run run cầm đôi đũa lên nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ, rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định, theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng. Tử tù Nguyễn Toàn, sinh năm 1971, ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, cũng đã không ăn nổi bữa cơm cuối cùng. Sau khi nhận án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tháng 12 năm 2013, tử tù Nguyễn Toàn đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lo mổ yên mà đẹp vì gia đình từ chối nhận xác. Vợ của tử tù phân trần lý do từ chối nhận xác chồng là bởi hoàn cảnh khó khăn. Sau khi công bố đơn xin ân xá bị bác, tử tù sẽ được ban giám hiệu trại chuẩn bị cho bữa ăn ân huệ. Cùng đó sẽ được tạo điều kiện viết thư, nhắn tin cho người thân qua máy ghi âm. Bữa cơm ân huệ có thể là xôi gà, phở, bánh bao, nhưng bao giờ cũng có thêm ấm trà cùng với bao thuốc lá. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam. Bữa cơm ngon, nhưng trong quá trình bị biệt giam, không tử tù nào dám đòi hỏi hoặc mong đợi đón nhận. Những dòng chữ run rẩy cuối cùng của tử tù cũng là lời trăn trối, xin lỗi, sám hối muộn màng phút cuối đời. Viết ra những lời từ tận đáy lòng, họ mong rằng bản thân mình thanh thản khi trở về với cát bụi. Nhiều năm trước, vào tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa quê Hải Phòng cũng phải thi hành án tử hình. Tử tù sinh năm 1988 là hung thủ sát hại bạn gái, chặt xác phi tang trong tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào giữa năm 2010. Theo cán bộ trại giam, suốt từ lúc bị bắt cho đến khi ra tòa, Nghĩa lạnh lùng vô cảm. Trong phòng biệt giam, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín.
mang án tử nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịch thượng với các phạm nhân khác. Sau khi đơn xin ân giảm bị bác và biết mình phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít. Có thời điểm khoảng 2 đến 3 giờ, từ tù này lại thức dậy ngồi trầm tư. Kể từ lúc đó, anh ta tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Nhiều lần được cán bộ trại giam động viên và trấn an tâm lý, Nghĩa mới tĩnh tâm trở lại. Ít giờ trước khi đi đến nơi thi hành án, Nghĩa trò chuyện cởi mở với những người xung quanh. Thi thoảng anh ta khẽ mỉm cười. Tuy nhiên lúc kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng thấy tim anh ta đập nhanh hơn. Được phép viết thư cho người thân, Nghĩa chỉ cầm bút ghi vội vài dòng ngắn ngủi. Bức thư viết: "Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa." Có tử tù lại chọn cách hướng thiện, hướng Phật, sám hối. Dù qua những lời sám hối muộn màng, Nghiêm Văn Minh, quê ở Quảng Ninh, là một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. Bản án cuối cùng dành cho sát thủ 41 tuổi là tử hình. Hơn 6 năm ngồi trong buồng biệt giam, Minh tỏ ra là khá bình tĩnh, khác hẳn nhiều tử tù khác. 3 giờ, một ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Minh. Biết ngày trả án, Minh ngồi bật dậy lặng lẽ, anh ta tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn. Sau đó Minh chậm rãi ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh. Được phép viết thư cho người nhà, Minh gửi lời tạ tội với toàn gia tộc vì đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của người khác. Bức thư dài, Minh viết kín cả hai mặt giấy. Trong thư có đoạn tử tù dặn dò người vợ: "Anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi." Vị quản giáo trực tiếp quản lý Minh những ngày chờ thi hành án cho hay tử tù quê đất Cảng chấp hành rất tốt các quy định ở trại. Từng lời nói, mỗi hành động của anh ta đều thể hiện sự hối hận. Ở nơi biệt giam, Minh 4 lần viết thư xin được thi hành án sớm bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra. Có tội thì ắt phải đền tội, đó là cái kết cho những kẻ phạm tội. Trái lại thì cũng có những tên tử tù miệng đắng ngắt, không ăn nổi một miếng gì trước khi tử hình. Tin nhắn lúc 23 giờ, bao giờ cũng vậy. Từ lâu đã vậy, lời nhắn vòn vẹn có ngần ấy từ, ngoài ra không có thêm bất cứ một con chữ nào khác. Tôi tôn trọng bạn nên chẳng bao giờ hỏi lại, chỉ biết đằng sau mấy từ ngắn gọn đó, nhưng chứa đựng một thông tin vô cùng đặc biệt. Đêm nay sẽ thi hành án tử hình với một hoặc nhiều tử tù. Dẫu biết thế, suốt từ lúc nhận được tin nhắn, trong đầu tôi cứ lờn vờn những câu hỏi. Đêm nay có mấy bị án bị giải ra pháp trường, đã phạm tội gì, họ sẽ viết gì cho người thân trước giờ ra pháp trường. Vào khoảnh khắc bị buộc vào cọng và đội xạ thủ dàn hàng ngang phía trước, trời có mưa không, tử tù có sức để lê những bước cuối cùng tới cọc bắn. Dù chưa biết cụ thể tử tù đó là ai, nhưng tôi bắt đầu phác họa những câu hỏi cần thiết để trò chuyện. Hầu như các cuộc nói chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Tử tù trả lời một cách bình thản những câu hỏi đơn giản của tôi. Nhưng cũng có tử tù thì chỉ nhìn tôi cười gằn, đáp cộc lốc bằng những từ có hoặc không. Tôi hiểu, đó là quyền của họ, cái quyền được im lặng trước khi chết. Tôi đi ngủ sớm với ý nghĩ sẽ cố chợp mắt một lúc để có sức hành nghề đêm nay. Giấc ngủ đến không hề dễ dàng chút nào. Hình ảnh về những lần thi hành án trước đó trôi một cách chậm chạp trong suy nghĩ của tôi. Có một cái gì đó vừa hồi hộp vừa phập phồng cứ cồn lên trong tôi. Bao đêm rồi nhỉ, tôi không nhớ nữa, nhưng những đêm như thế chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 2 giờ sáng, tôi bật dậy như lò xo, rửa mặt, thay quần áo, kiểm tra lại máy ảnh, máy ghi âm, rồi lặng lẽ dắt xe máy ra khỏi nhà. Vợ tôi xuống khóa cửa và nhìn tôi ái ngại. Anh nhớ mặc thêm áo khoác, đi đường Cầu Giấy cho đông người, đỡ nguy hiểm. Đi cẩn thận nhé. Tôi biết vợ tôi dù đã quen với những chuyến đi đêm của tôi, nhưng khi nhìn thấy tôi lầm lũi dắt xe ra khỏi nhà, chắc chắn cô ấy chẳng bao giờ yên tâm được. Và kể từ lúc đó, cô ấy cũng sẽ thức tới sáng. Những lần khác, tôi có thể đi cùng với các anh bên tòa án hay kỹ thuật hình sự. Nhưng đêm hôm, lòng vòng xe máy đến điểm hẹn, thấy cũng mất thời gian,
nên những lần sau tôi chủ động phóng xe vào trại tạm giam Hà Nội. Quãng đường từ nhà tôi vào đó chừng 6 đến 7 km. Không gần mà cũng chẳng xa. Tôi cho xe chạy chậm chậm qua Đại U xuống Cầu Giấy. Con đường hàng ngày vốn chật chội, vậy mà vào lúc này có vẻ phong quang. Thành phố đang vùi trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Hầu như không có ai đi lại vào giờ này. Đã chớm đông, hơi lạnh bủa vây khắp ngả, lác đác mấy giọt mưa táp vào mặt. Tôi tỉnh ngủ hẳn, hướng tầm mắt về phía trước. Qua Cầu Giấy, người đi lại nhiều hơn. Phiên chợ đêm bắt đầu hoạt động. Từng chiếc xe chất đầy rau xanh hoa quả đứng nép hai bên đường. Mọi người lặng lẽ mua bán rồi tản về các con đường vắng. Từ Cầu Diễn, rẽ trái vào xã Xuân Phương, nơi có trại tạm giam Hà Nội, cũng hơn 2 km nữa. Đường tối om, không một bóng người và xe cộ. Chiếc xe máy chồm lên liên tục bởi những ổ gà và vũng nước. Có tiếng chó sủa giữa đêm, nghe gai gai. Tôi lầm nhầm, mong sao quãng đường ngắn lại và chiếc xe không bị hỏng hóc gì. Vào tới trại thì cũng gần 3 giờ sáng. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những bụng sáng vàng vọt phía ngoài cổng trại. Vậy là cuộc hành trình giữa đêm của tôi đã hoàn thành một nửa. Cậu lính trẻ bảo vệ sau khi kiểm tra giấy tờ, nhìn tôi kỹ một lượt rồi bảo: "Vẫn còn sớm mà, anh cho xe vào sâu bên trong nhé." Tôi cười, cảm ơn, rồi dắt xe vào. Một lúc sau thì những người làm trong hội đồng thi hành án tử hình cũng có mặt, gồm cán bộ trại tạm giam, đại diện công an, tòa án, kiểm sát, chính quyền địa phương, cán bộ kỹ thuật hình sự. Tất cả các khuôn mặt đều tỉnh táo bởi họ sắp phải thi hành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đêm nay chỉ thi hành án tử hình với bị án Trương Ngọc Điệp, 30 tuổi, nhà ở Ba Vì, Hà Nội, bị tuyên phạt tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Những lần khác thường thi hành án 2 hoặc 3 tử tù, cá biệt có lần 7 tử tù cùng một lúc. Đó là tử tù Vũ Xuân Trường cùng đồng bọn trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Ngay từ lúc bị giải từ xà lim ra khu vực làm việc của hội đồng thi hành án, tôi đã thấy vẻ mặt đầy lo âu của Trương Ngọc Điệp. Tiếng xích sắt dưới chân và ở hai tay va vào nhau tạo ra những âm thanh sắc lạnh giữa đêm. Từng bước, từ tù lê chân qua hai lần cổng bảo vệ. Điệp đã thay bộ quần áo kẻ sọc mới, còn rõ nếp gấp. Khuôn mặt thì xám ngoét, hai mắt nhìn vô định và đôi vai thỉnh thoảng rung lên như người bị cảm lạnh. Đi bên cạnh Điệp, một chiến sĩ bảo vệ của trại tạm giam nói khẽ: "Bình tĩnh nhá, đi trả án hôm nay là được ngày đấy." Điệp khẽ vâng, rồi lại lê từng bước. Tiếng xích chân va đập trên lối đi nghe rõ hơn. Các thủ tục thi hành án tử hình diễn ra ngay sau đó. Dưới ánh điện, tử tù Trương Ngọc Điệp có vẻ nhỏ bé hơn. Trước đó một năm, khi Điệp bị công an quận Long Biên bắt, tôi cũng đã có mặt tại thời điểm đó. Hỏi chuyện về những tội ác Điệp đã thực hiện, cũng như trở lại ngôi nhà nạn nhân sát đường tàu để hình dung lại toàn bộ vụ án. Đồ đạc trong gian phòng nhỏ đã được kê dọn lại, nhưng khi nhìn qua ô cửa nhỏ, tôi vẫn thấy sờn rợn, cảm giác như mùi máu người vẫn chưa hết, còn vương vất quanh đây. Sau đó, Điệp có vẻ cao lớn, nước da sáng và ánh mắt tinh nhanh. Còn lúc này, sau những ngày tháng bị cùng chân trong xá lim, khiến Điệp tiểu tụy trông thấy. Xong phần thủ tục, tử tù được ăn bữa ăn cuối cùng và viết thư về cho người thân. Một khoảng thời gian cực kỳ hiếm hoi để tôi có thể nói chuyện với bị án. Bát phở nghi ngút khói, bên cạnh là cốc trà nóng, một bao thuốc lá Vinataba, một mảnh giấy và một cây bút bi. Điệp không đụng đũa, chỉ rít liền hai điếu thuốc, khói thuốc mù mịt một góc hành lang. Tôi ngồi sát cạnh, muốn hỏi Điệp vài câu, hoặc nếu tử tù có ý định nhắn lại gì cho người thân thì tôi sẽ giúp. Điệp lại nhìn tôi, không trả lời bất cứ một câu hỏi gì. Đó là tử tù duy nhất và lần đầu tiên đã không nói chuyện với tôi trước lúc ra pháp trường. Cả mảnh giấy trắng trước mặt nữa, Điệp cầm bút, mấy lần định viết điều gì đó, nhưng rồi lại buông bút, mặt thừ ra. 15 phút trôi qua, khoảng thời gian quý báu dành cho tử tù đã hết. Cái chết đang nhích lại gần, hai chiến sĩ bảo vệ dìu bị án ra xe ô tô để tới trường bắn. Điệp rít nốt điếu thuốc, rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Điệp khịu xuống, hai chiến sĩ bảo vệ liền xốc nách hai bên đưa ra xe. Những chiếc xe lao nhanh ra trường bắn, Trương Ngọc Điệp bị cột chặt vào cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn. Hai mắt thì bịt băng đen,
rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước, cách từ tù vài mét. Sau tiếng hô đanh gọn của người đội trưởng thì những phát đạn vang lên rội vào sớm mai. Sau khi cán bộ kỹ thuật hình sự khám nghiệm xác định tử tù đã chết hoàn toàn, người ta cho xác vào quan tài rồi lê trên cỏ để tới cái huyệt đã đào sẵn từ chiều tối hôm trước. Những bó hương được đốt lên loang trong không gian, những tấm vải liệm màu trắng bị gió thốc vào bay phần phật trên mặt đất. Những giọt mưa lúc này cũng nặng hơn và dày hơn. Tôi nhìn đồng hồ, 5 giờ 55 phút, một ngày mới sắp bắt đầu. Những người thi hành nhiệm vụ đặc biệt ấy đã lên xe ô tô trở về trại tạm giam. Những chiếc xẻng hất đất nhanh xuống huyệt và chỉ 20 phút sau thì công việc cũng hoàn tất. Lại những bó hương đốt lên nữa như để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo thê lương. Tôi đứng trong chiếc lều bạt dựng tạm ở gần đó, nơi những thành viên hội đồng thi hành án vừa làm việc, nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và cảm giác rõ hơn về cái lạnh đang ngấm vào da thịt. Đến hôm nay, hình ảnh về những đêm như thế với tôi vẫn như một sự ám ảnh đau buồn. Kể từ ngày đó, tôi không có ý định trở lại pháp trường thêm lần nào nữa. Một phần vì đã chứng kiến nhiều tử tù ra đi như thế, với những thủ tục lặp đi lặp lại. Một phần vì từ nay, việc thi hành án tử hình được thay thế bằng tiêm thuốc độc. Rõ ràng, sự nhân đạo được đặt lên trên, bởi tử tù đã được nhận đặc ân cuối cùng trước khi trả món nợ đời mình. Đó là đón nhận cái chết sạch sẽ và không đau đớn. Những xạ thủ cũng không bị áp lực sau mỗi lần hành quyết, và những viên đạn bắn từ tù cũng sẽ được dùng vào những việc khác hữu ích hơn. Nõn nà, trắng bóc là cảm nhận về bề ngoài của người đối diện trước cô gái đất mỏ Nguyễn Thị Phương Nga. Tuy đã đứng tuổi, sinh năm 1976, nhưng nữ tử tù tại trại giam công an tỉnh Sơn La vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Nga là con gái lớn trong gia đình, mẹ cô mất sớm, bố cô ở vậy nuôi 3 đứa con với đồng lương thương binh khiêm tốn. Ngay từ nhỏ, Nga đã ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình, nhất là mỗi khi trái gió trở trời, vết thương của bố tái phát. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng cô gái xinh đẹp vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Không phải Nga chưa nhận được lời tán tỉnh của các chàng trai, mà bởi vì trong cô chỉ có một khát khao, ấy là tìm được việc làm đỡ đần cha, hoàn thành việc nuôi các em ăn học trước khi nghĩ tới chuyện cho riêng mình. Chính vì suy nghĩ thế mà năm 2006, sau một năm ở Hạ Long tìm việc làm nhưng thu nhập không được nhiều, nhân dịp em trai thi đỗ đại học ở Hà Nội, Nga cũng theo em ra nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì tại đó. Gian hàng của cô tuy nhỏ nhưng gọn gẽ trong một con ngõ nhỏ của quận Thanh Xuân, nơi cô vừa để trưng bày sản phẩm, vừa là sinh sống. Nga không biết rằng có một thanh niên nhà gần đó, ngay từ giây phút đầu tiên đã bị sức sống tươi trẻ của cô hút hồn. Người thanh niên ấy là Ngô Minh Tâm, một kẻ nghiện ma túy, nhưng vì kinh tế khá giả nên có bề ngoài béo đẹp chứ không teo tóp, cáu bẩn như những con nghiện khác. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của cô, lấy cớ mua vài chai sữa, cái bánh ngọt để có cớ trò chuyện với chủ quán. Ban đầu, Nga khá dè dặt khi tiếp chuyện Tâm. Nhưng rồi những câu chuyện không đầu không cuối giữa hai người trẻ tuổi đã khiến họ trở nên thân mật. Nhiều lần, Tâm ngỏ lời yêu nhưng chưa được Nga đồng ý vì lý do cần phải kiếm tiền để nuôi em. Song Tâm vẫn không bỏ cuộc. Để rồi hơn một năm sau, cô mới nhận lời khi biết Tâm là thợ sửa chữa ô tô, thu nhập ổn định. 20 tuổi mới biết đến thế nào là rung động đầu đời, Nga ngây ngất trong tình yêu. Khi nghe được lời hứa của Tâm rằng sẽ giúp cô hỗ trợ bố nuôi em, cô càng cảm thấy phục người yêu hơn. Nghe lời Tâm, Nga thôi bán hàng, chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán xuyến việc nội trợ. Còn Tâm đi làm. Thi thoảng, Tâm lại lấy ô tô của gia đình, nói là đưa người yêu đi đổi gió để đưa cô lên các vùng cao của tỉnh Sơn La. Trong lúc Nga mơ mộng thả hồn với mây trắng, núi non, mải mê chụp cảnh đẹp, thì Tâm đi tìm hàng trắng để hút và mang về Hà Nội bán. Tuy nhiên, dù Tâm có kín đáo đến đâu, thì cuối cùng Nga cũng biết anh ta nghiện và việc mà anh ta đang làm. Bàng hoàng,
hụt hẫng. Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu, bởi cô chót ăn ở với người yêu và chuyện làm đám cưới cũng đã được hai bên gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố, vì sợ làm bố lo lắng, Nga chỉ biết khóc vụng. Tuy nhiên, cô vẫn không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu cảm hóa Tâm, nên nhiều lần Nga tỉ tê khuyên Tâm đi cai nghiện. Thế nhưng chính cô lại là người bị Tâm thuyết phục lại rằng chỉ làm vài chuyến nữa thôi. Sau khi kết hôn, Tâm sẽ cai nghiện và giải nghệ. Tin vào người yêu, Nga chỉ đủ tỉnh táo để nghĩ rằng nếu mình không một lần xách túi ma túy, chưa bao giờ cầm tiền đưa cho bạn hàng và cũng chẳng khi nào sử dụng số tiền ấy thì sẽ không phạm tội. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi Tâm mang hàng đi Lạng Sơn, mình Nga trong căn phòng trống vắng, cô lại thấy thương Tâm vô hạn vì nghĩ rằng việc anh ta xông vào chốn nguy hiểm là vì hạnh phúc sau này của hai người. Cô đã mừng đến chảy nước mắt khi người yêu thông báo sẽ đi chuyến hàng cuối cùng rồi hoàn lương. Nhưng điều đó đã mãi mãi không thực hiện được vì Tâm bị công an Trung Quốc bắt giữ cùng túi ma túy. Không thấy người yêu trở về như đã hẹn, Nga biết điều xấu nhất đã xảy ra. Song điều khiến cô sợ hãi nhất là không biết phải xoay sở làm sao với gói hàng gồm 4 bánh ma túy mà Tâm cất trong nhà, bảo để trả lại vì chất lượng xấu. Nga nghĩ ngay đến cách đẩy gói hàng trên cho những người bạn làm ăn của Tâm. Nhưng vì chưa lần nào cô có ý định mua bán ma túy nên không có số điện thoại của những người tiêu thụ. Lục tìm trong đống giấy tờ của Tâm, Nga tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên Trần Lan Hương, nhà ở Bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La. Cô gặp Hương ở chỗ mua hàng nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Khi nghe cô gọi điện thoại bảo muốn bán 4 bánh ma túy, Hương đã đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng, tuy là đồng bọn của nhau, nhưng khi nghe tin Tâm bị bắt, Hương đã lập kế hoạch cướp lại gói hàng từ tay Nga. Theo kế hoạch, Hương bảo hai tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga. Để khi Nga cầm túi ma túy tới, Hương nháy vào máy điện thoại của Nga. Và trong lúc Nga cúi xuống lấy điện thoại, thì đồng bọn của Hương lao ra cướp hàng. Người yêu bị bắt, hàng bị cướp. Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. Sợ hãi, Nga đã làm theo sự chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên chót lọt nhưng nợ vẫn chưa hết. Lần thứ hai, Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó, chỉ mong sao xóa được hết nợ cho người yêu, để Tâm có thoát nạn trở về cũng không bị chúng hỏi tội. Cô không ngờ đó cũng là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, khi Nga được tên đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Chương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy, trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang. Chưa kể 14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chới với khi nghe tòa tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng mình. Cô cho rằng vì đã quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và đã sống hết mình với mối tình đó nên cô đã lầm lạc. Trong thư của cô có đoạn: "Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả. Vì lẽ đó mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam. Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối. Những ngày tạm giam tại Sơn La, chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì không hại gì đến người dân Việt Nam, mà việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa tuyên án mức phạt cao nhất, Nga đã ngất lịm trước vành móng ngựa vì bất ngờ và hoảng sợ. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn không ý thức được hiện tại, không phân biệt được khi nào là ngày, là đêm. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vì tâm can có nhiều điều giằng xé,
mà từ khi vào phòng giam đặc biệt, Nga tàn tạ tới thảm hại. Những lúc tỉnh táo, Nga vật vã khóc lóc, thương bố và hai em rồi im lìm như cái bóng. Ai hỏi gì cũng ngơ ngác, sợ sệt. Những lời động viên của bạn tù, lời an ủi của quản giáo chỉ làm Nga bớt dần sự hoảng loạn, chứ không thể giúp cô trở lại bình thường. Dù đau đớn vì đứa con gái lớn vướng vòng lao lý, xấu hổ với họ hàng, nhưng người cha thương binh từng làm rạng danh tổ tông với hai tấm huy chương kháng chiến đã không bỏ rơi Nga. Từ Quảng Ninh, ông chống gậy lên Sơn La thăm con, kéo con về với hiện thực bằng những lời động viên kèm theo bốn quyển kinh nhà Phật. Nhìn thấy cha, Nga ôm mặt khóc vì tủi thân và ân hận. Cô ôm tập kinh cha đưa một cách vô thức về phòng giam, như chưa hiểu hết ẩn ý sâu xa của cha mình. Mỗi khi để giết thời gian, để không phải nghĩ ngợi, Nga lại giở quyển kinh ra đọc, để rồi càng đọc càng thấy cuốn hút, càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn. Theo lời tâm sự của cô, thì giờ cô đã thuộc lòng số quyển kinh mà cha gửi cho. Hôm nào cũng thế, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, Nga lại mang kinh ra, lầm rầm đọc. Đến khi tiếng chim lảnh lót đầu nhà báo hiệu ban mai tới, thì cũng là lúc cô đọc tới trang cuối. Hơn một năm như thế đã trôi qua, Nga không còn muốn tuyệt thực để chết, cũng không còn rơi vào trạng thái hoảng sợ khi thấy quản giáo xuất hiện như trước nữa, mà đã tĩnh tâm hơn. Cô đã biết chấp nhận số phận, song vẫn khao khát được tiếp tục sống để trở thành người lương thiện. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người đàn ông mà vì anh ta cô phải mang án tử. Nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô không tin tưởng rằng sẽ được tha chết, nhưng trong tiềm thức, cô luôn hy vọng rằng khát vọng sống của cô sẽ làm nên điều kỳ diệu. Nga bảo nếu có phải chết thì đó cũng là một số phận, là ngày tận thế của cô và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, trắng hồng, Nga chỉ mong sao bát canh khoai sọ mà bố cô hứa sẽ mang vào cho cô sau lần đầu tiên lên thăm đừng đến với cô quá trễ. Ăn một bữa ăn cuối cùng và viết thư là điều mà Từ Tu được làm trước giờ thi hành án. Trước giờ thi hành án, Từ Tu luôn có những diễn biến khó lường. Có những Từ Tu sợ hãi thì cũng có những Từ Tu gan dạ. Không sợ sệt như những Từ Tu khác, đây có lẽ là Từ Tu ăn khỏe nhất Việt Nam và đây cũng là Từ Tu duy nhất đủ sức ăn nửa con gà quay trước giờ thi hành án. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, Phước Tám Ngón phải thi hành án tử tại trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đại úy Mạnh, công tác tại nhà tạm giam công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi chia sẻ về bữa cơm cuối của tử tù đã nhắc đến Phước Tám Ngón như sau. Trong lịch sử tử tội, hiếm có phạm nhân nào đủ bình tĩnh thưởng thức bữa cơm cuối cùng. Cái cảm giác mình sẽ là bia đỡ đạn, sẽ phải ra từ cuộc sống trong đớn đau đã khiến họ không đủ sức nuốt trôi miếng ngon. Chỉ có sát thủ cướp hiếp giết máu lạnh Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, là đủ sức ăn sạch sẽ bữa ăn với nửa con gà quay béo ngậy. Có người gọi Phước là một giang hồ, một tướng cướp khét tiếng, lại có người gọi bằng cụm từ sát thủ máu lạnh. Phước cũng là người từng gây ra vụ vượt ngục chấn động tại trại giam Chí Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Gọi là Tám Ngón là bởi tay trái của Phước bị cụt mất hai ngón. Căn nguyên chẳng phải do tai nạn đánh nhau mà là do Phước tự kê dao chặt tay mình vào năm 16 tuổi khi bị mẹ mắng. Một chuyện không tưởng nữa về thời niên thiếu của Phước là hắn đã trói cha mình rồi thả xuống giếng. Khi người cha bất tỉnh thì Phước mới kéo lên. Theo thông tin, thời niên thiếu Phước bỏ nhà đi bụi, sống bằng nghề cờ bạc, trộm cắp và cướp bóc. Cuộc đời Phước là liên tục những lần trốn trại bắt giam và rồi mua súng lập băng cướp. Chuyện kết hôn của Phước Tám Ngón với thiếu nữ Thủy cũng có vô vàn ly kỳ, bởi chẳng có lễ cưới, không xe hoa mà hắn đến xin dâu bằng một khẩu súng. Gia đình Thủy vô cùng sợ hãi nên đành để Phước đưa con gái mình đi đâu thì đi. Trước đó, dù biết Thủy đã đính hôn và sắp sửa làm đám cưới với người yêu, Phước đến nhà bắt Thủy phải đi chơi cùng rồi nhắn nhủ. Từ chối không được, nhưng đàn em của Phước có làm điều gì đó với Thủy và gia đình cũng cố gắng thông cảm cho. Quá sợ hãi, Thủy đành phải đi theo Phước. Liên tục gây ra những vụ cướp nghiêm trọng, mua vũ khí, Phước bị tuyên tử hình đến 2 lần.
Trong đó khi bị giam trong trại giam Chí Hòa, hắn đã lên kế hoạch và vượt ngục vào đêm ngày 26 tháng 3 năm 1995. Đây là cuộc đào tẩu khét tiếng với những tình tiết tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh. Phước đã dùng dao lam cưa đứt chiếc cùm chân. Để tránh bị quản giáo phát hiện, hắn đã lấy sợi vải cho vào chỗ cưa rồi đốt để nhựa vải phủ kín vết cưa. Tối ngày 26 tháng 3 năm 1995, Phước tháo cùm chui nhà vệ sinh, sau đó khoét tường chui ra. Hắn dùng quần áo và một chiếc khăn nối thành dây đu xuống, nhưng dây đứt nên Phước ngã bất tỉnh. Hơn một tiếng sau khi tỉnh lại, Phước trèo lên cột điện leo qua hàng rào, tuy nhiên vẫn chưa ra được bên ngoài trại giam mà mới ra khu nhà ở của cán bộ quản giáo. Hắn ăn trộm một bộ đồ quản giáo, trộm cả đôi dép rồi mặc vào, dắt xe đạp, liều mình đi qua cửa chính của trại giam. Qua bốt các cổng, hắn thản nhiên nói đi uống cà phê và không bị nghi ngờ, vậy là cuộc đào tẩu đã thành công. Sau khi bị thi hành án tử vào ngày 22 tháng 10 năm 1996, ông Ba Son, tên thật là Lữ Văn Sơn, ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, một người từng làm phu mộ trường bắn, chính là người đã đứng ra xây lại mộ cho Phước tám ngón. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện những người nghiện lô đề đến thăm mộ Phước rồi không quên xin con đề hoặc con lô. Có một thời gian, vỏ chai bia được để dày đặc ở phần mộ của Phước tám ngón, thậm chí có người còn mang cả con heo sữa quay đến đó. Tại ngôi mộ của Phước tám ngón ở trường bắn Long Bình, một thời ông Ba Son từng chứng kiến nhiều chuyện lạ khác. Ông bảo cả đời làm phu mộ nhưng chưa từng chứng kiến trường hợp nào như mộ Phước. Một năm sau khi hành quyết, đàn em của Phước đến bốc hài cốt để làm trọn đạo nghĩa. Nhưng khi nắp áo của Phước vừa bật ra, đám đàn em của gã giang hồ giật mình hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Bởi không ai tin, sau đúng một năm, hình hài của Phước tám ngón vẫn còn gần như nguyên vẹn, quan tài bốc lên mùi hôi thối. Không ăn ngon như Phước tám ngón trước giờ thi hành án, một số tử tù lại có những diễn biến tâm lý sợ hãi, thậm chí nhiều tử tù không ăn nổi miếng trước giờ tử hình. Bị thua bạc và trở thành con nợ, Văn Đình Hiếu 25 tuổi ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đã giết bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã phải lĩnh án tử theo phán quyết của tòa án về tội giết người cướp của. Theo miêu tả của báo Ninh Thuận, trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng tử tù này chỉ mở to đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cúi nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói ăn một chút đi của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh rồi đáp: "Tôi không ăn nổi, cho tôi một ly cà phê đen." Sau đó tử tù này giơ đôi tay bị còng, bưng ly cà phê, nhấp một ngụm. Khi được hỏi có nhắn gì về cho gia đình không, thì Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy: "Nhờ chuyển lời, mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này." Hay tên tử tù không tài nào bật lửa được để hút thuốc như tử tù Trương Ngọc Điệp. Trương Ngọc Điệp sinh năm 1981, trú tại đội 5, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội, bị tuyên án tử hình về tội giết người cướp tài sản. Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2005, Điệp phải thi hành án tại trường bắn Công Hà, phía sau trại tạm giam số 1 Công an Hà Nội. Tờ Pháp Luật và Xã hội viết, khi ký vào quyết định thi hành án tử hình của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, bàn tay Điệp run run đặt lên tờ giấy để viết tên mình lên đó. Khi được ra ngoài ăn bữa ăn cuối cùng và viết thư về cho gia đình, bát phở bò đến nguyên mà tử tù này không hề động đũa. Bàn tay Điệp lóng ngóng cầm bút để định viết những dòng trăng trối cho mọi người trong gia đình, rồi người tử tù liên tục run lên từng chập. Điệp lóng ngóng rút một điếu thuốc Vinataba nhưng rồi không tài nào bật lửa được. Một chiến sĩ cảnh sát đứng cạnh đó phải châm thuốc cho. Hai chiến sĩ bảo vệ dìu Điệp ra xe ô tô để tới trường bắn. Điệp rút nốt điếu thuốc rồi đứng dậy. Ngay lập tức, Điệp khuỵu xuống. Hai chiến sĩ bảo vệ liền xốc nách hai bên, đưa ra xe. Điệp bị cột chặt và cọc tre bằng những sợi dây thừng chắc chắn. Hai mắt bịt băng đen, rồi đội xạ thủ gồm 6 người dàn hàng ngang phía trước, cách tử tù vài mét. Tờ Cảnh sát Toàn cầu thuật lại khoảnh khắc cuối cùng của tử tù Trương Ngọc Điệp. Có tử tù cố lắm cũng chỉ ăn được một miếng, đó là trường hợp của tử tù Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê ở Ninh Bình, tạm trú huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Hội đã giết bạn thân của mình để cướp của, rồi lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su, sau đó chất lá, đổ xăng, thiêu xác để phi tang. Ngoài ra, tử tù này từng nhận hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, Hội lập cập đứng lên với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát, khuôn mặt tái nhợt. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng.
Nhưng rồi từ tù này cũng chỉ ngồi nhìn chân chân vào bức tường trước mặt. Cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần, Hội mới run run cầm đôi đũa lên nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ, rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định, theo thông tin trên báo Công an Đà Nẵng. Tử tù Nguyễn Toàn, sinh năm 1971, ở phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, cũng đã không ăn nổi bữa cơm cuối cùng. Sau khi nhận án tử bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tháng 12 năm 2013, tử tù Nguyễn Toàn đã được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lo mộ yên mả đẹp vì gia đình từ chối nhận xác. Vợ của tử tù phân trần lý do từ chối nhận xác chồng là bởi hoàn cảnh khó khăn. Sau khi công bố đơn xin ân xá bị bác, tử tù sẽ được ban giám hiệu trại chuẩn bị cho bữa ăn ân huệ. Cùng đó sẽ được tạo điều kiện viết thư, nhắn tin cho người thân qua máy ghi âm. Bữa cơm ân huệ có thể là xôi gà, phở, bánh bao, nhưng bao giờ cũng có thêm ấm trà cùng với bao thuốc lá. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất từ lúc tử tù bị bắt giam. Bữa cơm ngon, nhưng trong quá trình bị biệt giam, không tử tù nào dám đòi hỏi hoặc mong đợi đón nhận. Những dòng chữ run rẩy cuối cùng của tử tù cũng là lời trăn trối, xin lỗi, sám hối muộn màng phút cuối đời. Viết ra những lời từ tận đáy lòng, họ mong rằng bản thân mình thanh thản khi trở về với cát bụi. Nhiều năm trước, vào tháng 7 năm 2014, Nguyễn Đức Nghĩa quê Hải Phòng cũng phải thi hành án tử hình. Tử tù sinh năm 1988 là hung thủ sát hại bạn gái, chặt xác phi tang trong tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào giữa năm 2010. Theo cán bộ trại giam, suốt từ lúc bị bắt cho đến khi ra tòa, Nghĩa lạnh lùng vô cảm. Trong phòng biệt giam, Nghĩa có những biểu hiện khó nắm bắt và sống khép kín. Mang án tử, nhưng Nghĩa cho rằng mình có học nên tỏ ra trịch thượng với các phạm nhân khác. Sau khi đơn xin ân giảm bị bác và biết mình phải chịu tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa càng tỏ ra buồn chán, đêm thường không ngủ hoặc ngủ rất ít. Có thời điểm, khoảng 2 đến 3 giờ, tử tù này lại thức dậy ngồi trầm tư. Kể từ lúc đó, anh ta tuyệt thực và có những hành động tự tìm đến cái chết. Nhiều lần được cán bộ trại giam động viên và trấn an tâm lý, Nghĩa mới tĩnh tâm trở lại. Ít giờ trước khi đi đến nơi thi hành án, Nghĩa trò chuyện cởi mở với những người xung quanh. Thi thoảng anh ta khẽ mỉm cười. Tuy nhiên lúc kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng thấy tim anh ta đập nhanh hơn. Được phép viết thư cho người thân, Nghĩa chỉ cầm bút ghi vội vài dòng ngắn ngủi. Bức thư viết: Mẹ, anh, các chị và các con thân yêu. Vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Con yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. Có tử tù lại chọn cách hướng thiện, hướng Phật, sám hối. Dù qua những lời sám hối muộn màng, Nghiêm Văn Minh, quê ở Quảng Ninh, là một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng giết người thuê trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng với giá 30 triệu đồng hồi đầu năm 2011. Bản án cuối cùng dành cho sát thủ 41 tuổi là tử hình. Hơn 6 năm ngồi trong buồng biệt giam, Minh tỏ ra là khá bình tĩnh, khác hẳn nhiều tử tù khác. 3 giờ, một ngày trung tuần tháng 8, cán bộ trại giam đánh thức tử tù Minh. Biết ngày trả án, Minh ngồi bật dậy lặng lẽ, anh ta tắm gội sạch sẽ, ăn hết phần ăn được chuẩn bị sẵn. Sau đó Minh chậm rãi ngồi vào bàn uống nước, nhấp ngụm trà xanh. Được phép viết thư cho người nhà, Minh gửi lời tạ tội với toàn gia tộc vì đã gây ra tội ác, cướp đi sinh mạng của người khác. Bức thư dài, Minh viết kín cả hai mặt giấy. Trong thư có đoạn tử tù dặn dò người vợ: Anh còn ít tiền mà em đã gửi cho anh ở lưu ký của trại. Anh muốn để lại cho người bạn tù vì anh ấy có hoàn cảnh khó khăn, không có người thăm nuôi. Vị quản giáo trực tiếp quản lý Minh những ngày chờ thi hành án cho hay tử tù quê đất cảng chấp hành rất tốt các quy định ở trại. Từng lời nói, mỗi hành động của anh ta đều thể hiện sự hối hận. Ở nơi biệt giam, Minh 4 lần viết thư xin được thi hành án sớm bởi sự dày vò tội lỗi đã gây ra. Có tội thì ắt phải đền tội, đó là cái kết cho những kẻ phạm tội. Trái lại thì cũng có những tên tử tù miệng đắng ngắt, không ăn nổi một miếng gì trước khi tử hình. Nguyễn Đức Nghĩa là tên tử tù man dợ, dù đã bị thi hành tử hình từ lâu nhưng mỗi khi nhắc lại là nhiều người không khỏi ám ảnh sợ hãi. Dù gây ra hành động man dợ là vậy, nhưng phút cuối nằm trong buồng biệt giam chờ thi hành án thì hắn lại hiền như một con mèo. Khi nói về đồ ăn ưa thích của Nguyễn Đức Nghĩa trong những ngày tháng cuối đời, cán bộ quản giáo bảo anh ta thích thú mỗi khi ăn chân gà luộc. Giá mà anh ta không gây ra tội ác dã man đến vậy thì có lẽ gã tử tù với khuôn mặt thư sinh đó không gây ra nhiều nỗi đau đớn cho người ở lại.
Lật lại vụ án hơn 20 năm trước, cũng vào một ngày hè nắng nóng, Nguyễn Đức Nghĩa sinh năm 1984, trú tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, từ quê nhà rình rang mũ áo lên thủ đô, hân hoan ghi danh vào một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, Đại học Ngoại thương Hà Nội. 12 năm sau, ngày 23 tháng 7 năm 2014, Nghĩa đã phải thi hành án tử hình, trả giá bởi tội ác man dợ gây ra năm 2010. Sau gần 4 năm bị tuyên án tử với tội ác man dợ gây ra vào tháng 5 năm 2010, cuối giờ chiều ngày 22 tháng 7 tại trại giam số 1 Công an Hà Nội, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị hội đồng thi hành án gồm đại diện Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục thi hành án, lãnh đạo trại giam số 1 thi hành bản án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Sau đó, xác tử tù này được lưu giữ tại nhà xác Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an trước khi cho phép người nhà đến nhận về. Ngay trong đêm ngày 22 tháng 7, bà Phạm Thị Chuân, là mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa, cùng nhiều người thân trong gia đình đã túc trực tại bệnh viện, chờ đến giờ được phép đưa xác Nghĩa về quê chôn cất. Sáng sớm ngày 23 tháng 7, đứng trước phòng lạnh của nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8, bà Chuân héo hắt và gầy guộc, lặng lẽ nhìn thi thể con được đưa đến với đôi mắt đỏ hoe. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi hoàn thành một số thủ tục cần thiết, rất nhanh chóng, xác Nghĩa được chuyển ra một chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn ở phía ngoài. Ít phút sau, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh theo đường vành đai 3 hướng về quốc lộ 1A. Thi thể của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa được đưa thẳng về Thái Bình, quê nội Nghĩa để chôn cất bên cạnh mộ bố là Nguyễn Đức Hùng. Chiều ngày 23 tháng 7, căn nhà tại phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, nơi Nghĩa sinh ra và lớn lên, vẫn đóng cửa im ỉm, cổng khóa chặt vắng lặng. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy căn nhà vừa được ai đó dọn dẹp. Ngày 24 tháng 7, bà Chuân đưa di ảnh Nguyễn Đức Nghĩa về nhà và làm đám tang cho con trai. Tâm sự, bà Chi hàng xóm trầm giọng kể, tâm trạng đâu mà rình rang hả chú, gọi là có chút thủ tục báo lễ, kẻo thằng Nghĩa dây ấy nó tủi thân. Kể từ sau khi ông Hùng mất, bà Chuân lên Hà Nội sống cùng với cô con gái. Nhà cửa, vườn tược, bà ấy đều gửi gắm hàng xóm nhờ trông nom. Nghĩ cũng thương bà Chuân, hai ông bà đều sống hiền lành tử tế, được cả xóm quý mến. Ai ngờ tai họa ập đến, giờ thì chồng chết, con bị tử hình, không biết bà ấy sống sao đây. Hơn 4 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, với ông Nguyễn Văn Ba là bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh, quãng thời gian dài vừa qua, ít nhiều đã giúp ông và gia đình lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Tâm sự, ông Ba nói mình không thể nào quen được với cảm giác thiếu vắng con gái trong bữa cơm gia đình. Giá lúc đó có một điều ước, người cha sẽ nguyện ước cho con gái ông được trở về dương gian, ngồi ăn cơm ở vị trí quen thuộc, xới bát cơm nóng cho bố mẹ ấm lòng. Mất cô con gái đầu lòng ngoan hiền, vợ chồng ông Ba dành hết tình thương vào cậu con trai thứ hai. Nghe tin cơ quan thẩm quyền thi hành bản án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa, ông Ba lặng người trong phút chốc rồi nói, giọng chậm rãi. Bố mẹ nào cũng thương con, đau xót khi có sự mất mát, nhưng mọi thứ đã qua lâu rồi. Chủ tịch nước cũng đã bác đơn xin ân xá tội tử hình và Nghĩa phải trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, cho không chỉ gia đình tôi mà cho toàn xã hội. Nghĩa đã làm những việc sai trái và cả cơ quan chức năng thi hành án tử hình là điều hoàn toàn đúng pháp luật nhằm giữ nghiêm kỷ cương. Ông Ba cũng bày tỏ, mọi việc có thế nào thì cũng diễn ra rồi, nên có mong muốn có thù hận cũng chẳng thể giải quyết được gì. Cùng với đó, ông Ba cũng mong muốn được gửi một vài lời chia sẻ động viên đến người mẹ già của Nghĩa. Cũng trong buổi nói chuyện, ông Ba đã kể về một bí mật mà ông giấu kín suốt 4 năm qua. Theo lời ông, đó thực sự là một câu chuyện kỳ lạ mà ông thấy rõ ràng có sự trùng hợp giữa gia đình ông và gia đình Nguyễn Đức Nghĩa. Ông Ba nói, chỉ trước hôm ông Hùng mất vì tai nạn giao thông vài ngày, tôi cũng bị tai nạn giao thông khá nặng, nhưng may mắn, qua khỏi. Theo lời ông Ba, hôm đó ông đang đi xe máy trên đường, do đau buồn chuyện của con gái nên đã đâm vào giải phân cách. Ông bị bất tỉnh giữa đường. Rất may tôi được người đi đường đưa vào cấp cứu tại bệnh viện E. Các bác sĩ đã chữa trị tận tình, tôi mới tay qua nạn khỏi. Như muốn minh chứng cho lời nói của mình, ông Ba chỉ tay lên vết sẹo dài trên trán đã được lớp tóc mái che đi ít nhiều. Như một sự trùng hợp, sau đó ít lâu, bố Nguyễn Đức Nghĩa trong một lần tham gia giao thông bằng xe máy đã bị tai nạn và bỏ mạng giữa đường, cũng chỉ vì mải suy nghĩ, lo lắng cho con trai. Kết thúc buổi trò chuyện, ông Ba nước mắt rưng rưng chảy lòng. Tôi đã quên hết những chuyện đau buồn trước đây, quá khứ tang thương đã khép lại,
tôi không muốn nghĩ đến nó nữa rồi. Được biết trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, có lẽ do linh cảm được cái chết cận kề, Nguyễn Đức Nghĩa bỗng thay tính đổi nét, trở nên rất cục cằn và cũng không ít lần đập đầu vào tường, song sắt, hòng tự tử. Để đảm bảo an toàn cho Nghĩa, vài ngày trước khi thi hành án tử hình, cán bộ trại tạm giam số 1 đã chuyển từ tù này tới một buồng giam đặc biệt. Phòng giam này tứ bề được che kín bằng xốp và chăn bông để ngăn anh ta làm liều. Nhớ lại những ngày cuối đời của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa, một cán bộ trại giam số 1 Công an Hà Nội cho rằng có lẽ trung tuần tháng 7, Nghĩa đã linh cảm được bản thân sắp bị thi hành án tử nên rất quậy. Vị cán bộ đã kể lại, từng nghe nhiều tử tù chia sẻ những câu chuyện cuối đời, trong đó có cả việc họ được người thân báo tin mật sắp đến ngày bị thi hành án qua những ám hiệu quy ước từ trước. Ví như hàng tuần, người thân tử tù ký gửi 5 quả táo hoặc 5 quả cam vào trại, nhưng bất chợt họ gửi có 4 quả. Ám hiệu là tứ, tức là tử. Không loại trừ, Nguyễn Đức Nghĩa cũng nhận được ám hiệu tương tự từ gia đình. Còn về nguyên nhân, tại sao người thân biết tin tử tù này sắp bị thi hành án, quản giáo trại tạm giam giải thích. Theo quy định, trước khi thi hành án tử hình, thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người chấp hành án làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, gửi chánh án tòa án, xét xử sơ thẩm, đề nghị giải quyết cho nhận tử thi của người chấp hành án để an táng. Sau khi xem xét đơn trước ngày thi hành án, chánh án tòa án xét xử sơ thẩm sẽ thông báo bằng văn bản cho người có đơn đề nghị về việc cho nhận hoặc không cho nhận tử thi. Thời gian giam giữ chờ thi hành án, Nghĩa cũng giống như các tử tù khác bị cùm một chân ngồi tại chỗ. Thứ sáu hàng tuần, cán bộ quản giáo sẽ tháo cùm đổi khóa chân cho tử tù này. Sau bữa cơm tối, Nghĩa được tháo cùm để đi lại trong buồng dưới sự giám sát của cán bộ trại giam. Và khoảng 1 giờ sau sẽ bị khóa chân trở lại. Sáng dậy, anh ta được cho ra ô thoáng tắm nắng. Mỗi lần có người vào thăm, trại tạm giam đều bố trí một phòng gặp riêng để Nghĩa trò chuyện. Quy trình áp giải tử tù này khá nghiêm ngặt, anh ta luôn có 4 cảnh sát bảo vệ theo sát. 2 người kẹp tay, 1 người đi trước, người còn lại thì chặn sau phòng Nghĩa làm liều. Thời gian trò chuyện bằng điện thoại cố định với người thân qua phòng kính, cảnh sát luôn kiểm soát tình hình. Hỏi về đồ ăn ưa thích của Nguyễn Đức Nghĩa trong những ngày tháng cuối đời, cán bộ quản giáo bảo anh ta thích thú mỗi khi ăn chân gà luộc. Quản giáo trại tạm giam kể, mẹ và chị gái Nguyễn Đức Nghĩa vào thăm, ký gửi quà, tiền để mua thêm đồ ăn cho tử tù này khá đều đặn. Các buổi chiều, Nghĩa được quản giáo phát giấy bút để tự lên thực đơn bữa ăn ngày hôm sau. Từ chính số tiền gia đình phạm nhân này gửi lại, đồ ăn tử tù chọn sẽ được quản giáo tập hợp, chuyển tới bộ phận bếp để phục vụ kèm với đồ ăn của trại. Theo lời kể, vài ngày trước thời điểm bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghĩa có diễn biến tâm lý bất thường. Tâm trạng thay đổi, liên tục đập đầu vào tường, song sắt với ý định tự sát. Anh ta còn đánh cả bạn cùng phòng giam nữa. Buồng giam tử tù thường có 2 giường, 2 bệ gạch xây cao làm chỗ ngủ cách nhau 80cm. Bị cùng một chân nhưng Nghĩa vẫn xoay người để đánh bạn tù nằm giường bên cạnh, bóc cổ khiến anh này la hét. Để đảm bảo an toàn cho Nghĩa, vài ngày trước khi thi hành án tử hình, cán bộ trại tạm giam số 1 đã chuyển từ tù này tới một buồng giam đặc biệt. Phòng giam này tứ bề được che kín bằng xốp và chăn bông để ngăn anh ta làm liều. Mấy ngày cuối đời, Nguyễn Đức Nghĩa liên tục bỏ bữa, chỉ ăn chút ít khi quản giáo động viên. Nhận xét về quãng thời gian mà tử tù này bị giam giữ ở đây, cán bộ này chia sẻ Nghĩa chấp hành khá tốt nội quy trại và được đánh giá là người cục tính. Trong thời khắc chờ thi hành án, Nghĩa đã viết vài dòng gửi về cho gia đình. Trong khổ giấy ngang với 8 dòng chữ, tử tù 30 tuổi viết những lời rỉ máu. Mẹ, anh chị và các con thân yêu, vậy là sau hơn 4 năm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày con được trở về bên gia đình. Mọi người hãy mừng cho con nhé. Bằng nét chữ run rẩy, Nghĩa cũng bảo, yêu mẹ, anh, các chị và các con vô cùng. Cuối thư, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương viết, con của mẹ, Nguyễn Đức Nghĩa. Lá thư trên được Nghĩa viết lúc 17:30 ngày 22 tháng 7. Dừng bút, Nguyễn Đức Nghĩa được cán bộ quản giáo bê cho bát phở gà, nhưng anh ta cũng chỉ ăn được vài gắp rồi buông đũa. Lá thư khiến không ít những người được tiếp cận tỏ ra bất ngờ khi ngoài mẹ và anh chị, tử tù này còn gửi cho các con. Nhiều người cho rằng các con ở đây tức là các cháu của Nghĩa. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, lề thói của người Thái Bình tức là quê nội Nghĩa, người Hải Phòng, nơi Nghĩa sinh ra và lớn lên, hay người Hà Nội, nơi Nghĩa đã sinh sống 12 năm, đều không nơi nào gọi cháu là con. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được 2 chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.
Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng dây vào những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối để quay về.